anh em mình là cái gì đó? Anh em mình là một gia đình. Anh em mình là cái gì đây? Và cho em hỏi là hai đang cô đơn có thể cho thanh niên được không? Ai cô đơn cho tay phải lên ạ. Không phải, chúng ta sẽ cho tay phải một cái. Ai đang cô đơn cho tay phải lên. Ai đang có gia đình cho tay phải lên. Và ai đang ra ra xíu xíu bằng mờ cho cả hai tay. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau. Xin mời bạn nhạc chung sống ạ. Vỗ tay, vỗ tay. Đánh bạc này.